Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 8 tháng 4. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của một số cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức chính trị xã hội huyện Tiên Lữ đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt gần 24% dự toán. Hai học sinh trường Trung học phổ thông Hưng Yên sáng chế bình đựng nước rửa tay khô tự động. Thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin tóm lược nội dung chính của kế hoạch số 52 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành ngày 7 tháng 4 năm 2020 về thực hiện chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ trọng tâm về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Mục đích của kế hoạch: rà soát, tổ chức lại tổ kiểm soát phòng dịch thôn khu phố, thành lập tổ kiểm soát phòng dịch cấp xã và củng cố tổ phòng chống dịch thôn, tổ dân phố, nhà chung cư, cơ quan, doanh nghiệp, gọi chung là tổ phòng chống dịch cơ sở, nhằm tăng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh về cách ly toàn xã hội, giãn cách xã hội, triển khai cấp bách có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ cơ sở. Thực hiện phân công, phân cấp, xác định cụ thể cơ quan chủ trì, phối hợp bảo đảm thống nhất, đồng bộ, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch. Nội dung chính của kế hoạch là thành lập tổ kiểm soát phòng chống dịch cấp xã gồm trưởng công an xã làm tổ trưởng, thành viên còn lại gồm các đơn vị, công an chính quy hoặc bán chuyên trách, lực lượng y tế, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, cán bộ chính quyền xã, đại diện các thôn, tổ dân phố, các đoàn thể địa phương, đại diện nhân dân địa phương và các tình nguyện viên nếu có. Tổ trưởng tổ kiểm soát phòng chống dịch cấp xã phân công nhiệm vụ cho thành viên trong tổ và thành viên của từng đội, chia ca trực đảm bảo tối thiểu từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Có người trực tại các điểm kiểm soát, báo cáo nhanh, danh sách phân công và lịch trực đến ban chỉ đạo cấp xã. Bố trí mỗi đội kiểm soát phòng dịch 3 đồng chí, tuy nhiên tại mỗi đội phải có một đồng chí là công an chính quy hoặc công an bán chuyên trách làm đội trưởng, hai người còn lại phân bổ từ các thành phần còn lại trong tổ. Nhiệm vụ: dừng người và phương tiện đến khu vực dân cư của xã phường thị trấn để kiểm tra, không để người không có nhiệm vụ vào khu vực dân cư của xã phường thị trấn, chỉ cho phép người thi hành công vụ và xe công cộng chở người cách ly, đưa đón công nhân, chuyên gia, chở nguyên vật liệu vào nhà máy hoặc công trình xây dựng trên địa bàn. Yêu cầu các chủ phương tiện phải có giấy tờ xác minh xe thuộc diện được lưu hành trên địa bàn. Kiểm tra đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, yêu cầu tất cả người ra vào địa bàn phải đeo khẩu trang, quan sát tình trạng sức khỏe, kịp thời phát hiện và lập danh sách các trường hợp nghi nhiễm hoặc có diễn biến sức khỏe bất thường, có biểu hiện ho, sốt, khó thở, hắt hơi, báo ngay cho cơ quan y tế để áp dụng các biện pháp cách ly y tế. Ghi nhật ký người đến địa phương giao dịch, làm việc hoặc ở lại lưu trú, xác định rõ địa chỉ đến, gặp ai, làm gì, ở bao lâu, làm cơ sở theo dõi tình hình dịch bệnh. Thành lập tổ phòng chống dịch thôn, tổ dân phố, nhà chung cư, cơ quan, doanh nghiệp. Số lượng một tổ tối thiểu là 7 người trở lên, tùy theo quy mô dân số, gồm trưởng, phó thôn, tổ dân phố, ban quản lý nhà chung cư, cán bộ y tế, dân quân tự vệ, bảo vệ, cựu chiến binh. Trên cơ sở số hộ ở mỗi thôn, tổ dân phố, nhà chung cư, chia tổ thành các đội phòng chống dịch, mỗi đội không quá 2 người, đảm nhận phụ trách từ 50 đến 70 hộ dân. Đối với các địa phương có chợ, trung tâm thương mại, thành lập đội phòng chống dịch, phụ trách chợ, trung tâm thương mại, thành phần nhân sự, ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, nhà chung cư và cán bộ y tế, xã, thôn, tổ dân phố. Nhiệm vụ: hàng ngày đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng khẩu, yêu cầu từng người dân khai báo y tế bắt buộc. Nếu phát hiện người có biểu hiện sức khỏe bất thường, báo ngay cơ sở y tế thực hiện cách ly theo quy định. Ký cam kết với từng hộ dân về phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu người dân khai báo trong gia đình có người đến khám chữa bệnh, thăm bệnh nhân hoặc cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3 năm 2020.
người mới đến lưu trú trong gia đình đến từ hoặc đi qua vùng dịch, ổ dịch hoặc có tiếp xúc gần với các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 được Bộ Y tế công bố, yêu cầu đến ngay cơ sở y tế thực hiện các biện pháp cách ly, xét nghiệm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ kiểm soát phải đảm bảo kỷ cương, cương quyết, trách nhiệm cao nhưng linh hoạt, mềm dẻo, tránh gây bức xúc và phát sinh các tình huống phức tạp trên địa bàn. Nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan đơn vị địa phương phản ánh ngay về Ban chỉ đạo huyện và Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh. Kế hoạch này thay thế kế hoạch số 51 ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng. Sáng nay, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận tiền, vật chất của một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Thiên ủng hộ 5 tấn gạo trị giá 100 triệu đồng, công ty cổ phần Greenfit Việt Nam 50 triệu đồng, công ty bảo hiểm nhân thọ AIA tại Hương Yên 50 triệu đồng, công ty cổ phần nhựa Hương Yên ủng hộ 100 triệu đồng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các đơn vị doanh nghiệp đã chung tay cùng tỉnh Hương Yên phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, đến nay, huyện Yên Mỹ cũng đã tiếp nhận ủng hộ tiền hiện vật trang thiết bị y tế có tổng giá trị gần 700 triệu đồng. Trong đó, Phòng Giáo dục huyện ủng hộ 250 triệu đồng, Hội Kinh doanh Lương thực Thực phẩm Thị trấn Yên Mỹ 82 triệu đồng, Công ty Cổ phần Phát triển Khu vực Công nghiệp Vigrasara 50 triệu đồng, Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát 50 triệu đồng. Các đoàn thể của huyện đã tặng các vật dụng như khẩu trang, lọ nước rửa tay khô và xà phòng diệt khuẩn cho các hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Những ngày này, các tổ chức chính trị xã hội ở huyện Tiên Lữ đang đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, tạo thành sức mạnh đoàn kết trong đông đảo quần chúng nhân dân, chung tay phòng chống dịch COVID-19. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, đã hơn một tuần nay, cựu chiến binh Nguyễn Thành Vi ở thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lôi, tình nguyện tham gia vào chốt kiểm soát dịch bệnh số 2 của xã với tinh thần trách nhiệm cao. Tất cả người dân đi qua đều được ông đo thân nhiệt, kiểm tra sự chấp hành phòng chống dịch bệnh và yêu cầu khai báo y tế. Ông chỉ là một trong 158 cựu chiến binh của huyện Tiên Lữ đã tích cực tham gia trực tại gần 80 chốt kiểm soát với mong muốn được chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Trong chiến tranh thì chúng tôi tất cả vì dân vì nước, về đời thường rồi chúng tôi cũng tham gia là quay về chống dịch với toàn xã hội. Anh em phân công là ngày đêm túc trực cùng với đại an ninh và công an xã đảm bảo cái việc an toàn cho nhân dân. Để chung tay cùng các ngành đoàn thể trong phòng chống dịch, Hội Phụ nữ huyện Tiên Lữ cũng đã vận động 90 chị em tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh ở 15 xã thị trấn. Hội Phụ nữ còn phát động phong trào viết bài tuyên truyền về phòng chống dịch trên loa truyền thanh, tặng hàng nghìn khẩu trang và xà phòng khử khuẩn cho người dân. Tôi cũng muốn là tham gia góp phần chung tay để phòng chống cái dịch bệnh này được tốt hơn. Khi mà có thông báo về dịch bệnh thì Hội Phụ nữ đã đi trước một bước, đã làm viết những cái bài tuyên truyền trên đài truyền thanh xã, thế và cũng đã chủ động đến các gia đình thì tặng khẩu trang, tặng xà phòng, thế và hướng dẫn chị em cách rửa tay đối với xà phòng. Qua những việc làm thiết thực trong công tác phòng chống dịch của các tổ chức chính trị xã hội ở huyện Tiên Lữ cho thấy, tinh thần đoàn kết sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, các chung cư trên địa bàn thị xã Mỹ Hảo cũng đã triển khai quyết liệt các biện pháp để phòng chống dịch bệnh. Nằm ngay trung tâm thị xã Mỹ Hảo, chung cư Lạc Hồng Phúc có hàng trăm cư dân sinh sống. Ban quản lý chung cư đã tuyên truyền vận động cư dân nâng cao ý thức và hành động tự bảo vệ mình, chung tay góp sức cùng cộng đồng và xã hội trong công tác phòng chống dịch. Trong các thang máy, dọc các hành lang của tòa nhà, liên tục phát thanh tuyên truyền về phòng chống dịch, nhắc nhở người dân chung cư thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ và đeo khẩu trang khi ra ngoài. Gia đình tôi thì cũng thực hiện đầy đủ như các bên ban quản lý đề ra, đeo khẩu trang hàng ngày, đi ra ngoài, đi xuống, đi lại của bên chung cư là cũng rửa tay bằng cồn. Hàng ngày thì bên ban quản lý đều phát các thông báo
tuyên truyền cho người dân là phải vệ sinh để đảm bảo cho an toàn cho người dân và tránh dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Thị xã Mỹ Hào hiện có 2 chung cư gồm chung cư Phúc Hưng và Lạc Hồng Phúc đều ở phường Nhân Hòa. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 những ngày qua đã và đang được các cấp các ngành của thị xã thực hiện hết sức trách nhiệm, hiệu quả. Trong kết quả bước đầu ấy có đóng góp quan trọng từ nhận thức, ý thức và sự vào cuộc quyết liệt của chính người dân. Nhằm chung tay cùng với cộng đồng phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả hơn, hai em học sinh Nguyễn Vũ Điệp lớp 12A2 và Trần Mạnh Cường lớp 12A3 trường Trung học phổ thông Hưng Yên cũng đã cùng nhau sáng chế bình đựng nước rửa tay khô tự động để phòng chống dịch bệnh. Xuất phát từ việc rửa tay bằng nước rửa tay khô lấy từ các bình xịt tại lớp học còn tồn tại một số bất cập như học sinh phải dùng chung bình xịt, dung dịch rơi vãi là mất vệ sinh chung. Hai em Điệp và Cường đã bàn nhau thiết kế bình đựng nước rửa tay khô tự động. Trên cơ sở nguyên lý của việc sử dụng tính cảm biến của tia hồng ngoại khi gặp vật cản hoạt động của bơm cao áp mini và một số thiết bị đơn giản khác, sau một thời gian ngắn, các em đã tạo ra sản phẩm bình đựng nước rửa tay khô tự động. Với mức đầu tư kinh phí khoảng 500.000 đồng một sản phẩm, người dùng chỉ cần đưa tay vào dưới vòi xịt là dung dịch sát khuẩn sẽ tự động phun ra. Đây là việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm của các em học sinh với cộng đồng cùng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn số 737 ngày 7 tháng 4 năm 2020 về việc tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh. Công văn nêu rõ, hiện nay trong khi cả hệ thống chính trị đang tập trung cao độ công tác phòng chống dịch COVID-19, thì một số đối tượng đã lợi dụng để khai thác cát trái phép trên sông tại một số địa phương, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, siết chặt kỷ cương, kỷ luật và chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên thường xuyên tăng cường trinh sát kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng, sông Luộc và không để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả kiểm tra xử lý. Thưa quý vị và các bạn, theo tổng hợp của Cục Thuế tỉnh, quý 1 năm 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh được trên 3.500 tỷ đồng, đạt gần 24% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt trên 2.600 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 850 tỷ đồng, các khoản thu đạt cao là sổ số kiến thiết 58%, thu tiền sử dụng đất đạt 43%, khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 28%. Quý 1 năm nay, do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp, trước các khó khăn, chính quyền địa phương cùng với các cấp các ngành xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cùng với sự nỗ lực chủ động tìm kiếm các giải pháp để duy trì phát triển sản xuất trong dài hạn như tìm kiếm đối tác mới, thị trường mới trong việc giải quyết các yếu tố đầu vào, đầu ra của đơn vị. Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước như chế biến thức ăn cho gia súc, sản xuất đồ uống, sắt thép các loại. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh của một số đơn vị doanh nghiệp có phần bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tại nhà máy ống thép Hòa Phát chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép Hòa Phát Hưng Yên đã khắc phục khó khăn và có nhiều giải pháp để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống của người lao động và làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhà máy ống thép Hòa Phát Hưng Yên hiện có gần 1.000 lao động, với ngành nghề chính là sản xuất sắt thép gang và các loại ống thép với công suất 350.000 tấn một năm. Tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp đã gây ra một số khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, như nguồn vật tư và công nghệ một số dự án nhà máy đang triển khai, chủ yếu nhập từ Trung Quốc bị gián đoạn. Các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, để việc sản xuất kinh doanh ổn định, lãnh đạo nhà máy đã có một số giải pháp. Trong thời gian qua thì về cơ bản an toàn, không có bao giờ nào phải nghỉ. Về mặt sản xuất thì chúng tôi có sự chuẩn bị trước về mặt nguyên vật liệu, về các vật tư phụ tùng thay thế, cho nên là sản xuất của nhà máy thì cũng về cơ bản là cũng cứ giữ được cái mức độ đều đặn, mặc dù các ảnh hưởng của dịch cũng có nhưng mà nó nhỏ.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp trên toàn cầu, để ổn định tình hình sản xuất, nhà máy ống thép Hòa Phát đã chủ động mọi biện pháp tuyên truyền nhằm giúp người lao động hiểu, có ý thức tự phòng tránh, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên và người lao động. Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 08 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh đã nghiêm chỉnh chấp hành công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Hiện hàng trăm phương tiện vận tải khách cố định liên tỉnh, taxi hợp đồng du lịch, các tuyến xe buýt nội tỉnh, liên tỉnh và vận tải khách ngang sông trên địa bàn tỉnh như bến Thủy Hương Yên, bến xe khách Triều Dương, Giáp Bát, Gia Lâm hay bến xe khách La Tiến, Gia Lâm, Giáp Bát. Các doanh nghiệp có số lượng xe lớn như Hoàng Vinh, Thành Công hay các tuyến buýt 207, 209, 216 đều đã dừng hẳn hoạt động và cho công nhân nghỉ để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Công ty Hoàng Vinh cũng đã thực hiện nghiêm túc những cái chỉ thị của Chính phủ, của Ủy ban Nhân tỉnh, của Sở Giao thông Hưng Yên, đã cho tất cả xe dừng không chạy và cho tập thể anh em nghỉ để đảm bảo cái phòng chống dịch COVID-19 thực hiện tốt. Thứ hai là chỗ ban giám đốc cũng quán triệt anh em là tất cả tự cách ly ở nhà để tránh trường hợp tụ tập. Và từ ngày 1 tháng 4 thì công ty đã dừng toàn bộ xe, không xuất bến từ Triều Dương đi Gia Lâm nữa. Cùng với việc tăng cường các tổ đội tuần tra kiểm soát vận tải hành khách tại các khu vực cửa ngõ cũng như nội thành thành phố, thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp xe đưa đón công nhân, xe hợp đồng vận chuyển hành khách trá hình. Chúng tôi cũng tổ chức công tác tuyên truyền, đôn đốc nhắc nhở đối với các chủ, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp, các phương tiện vi phạm. Với tinh thần quyết liệt chủ động, coi công tác phòng chống dịch bệnh như chống giặc, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh, quá trình thực hiện công tác thanh tra kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, bảo vệ các hạng mục công trình giao thông, lực lượng thanh tra giao thông cũng đã tuyên truyền cho các đơn vị vận tải thực hiện tốt việc phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn khuyến cáo của ngành y tế, đảm bảo mỗi cán bộ thanh tra viên từ phạm vi hoạt động và vị trí công việc của mình tích cực góp phần ngăn chặn dịch bệnh không lây lan. Hiện nay tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, mô hình chăn nuôi gia súc tập trung đang được triển khai rất hiệu quả, không chỉ góp phần tăng thu nhập cho các hộ chăn nuôi mà còn giảm thiểu được ô nhiễm từ chất thải của gia súc ra môi trường. Anh Nguyễn Văn Lưỡng ở thôn Lại Trạch, trước kia gia đình chăn nuôi lợn theo hình thức manh mún nhỏ lẻ trong khu dân cư, lại không có vốn để xây dựng chuồng trại nên thu nhập không được cao. Năm 2013, Ủy ban Nhân dân xã tích cực tuyên truyền vận động các hộ tham gia chăn nuôi xa khu dân cư trong chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ tham gia vay vốn với lãi suất thấp. Anh đã di rời và xây dựng chuồng trại xa khu dân cư. Đến nay, chuồng trại của gia đình anh có tổng diện tích hơn 8.000m2 với trên 400 con lợn. Trong đó, anh đã đầu tư các trang thiết bị để hỗ trợ trong chăn nuôi, xây dựng hầm biogas xử lý chất thải. Chăn nuôi xa khu dân cư thì rất hợp lý vì là tránh ô nhiễm cho bà con trong dân, và người chăn nuôi ra ngoài nó cũng thông thoáng, con vật nuôi nó cũng trông lớn hơn. Đường vào đây là có hai làn xe là chạy thoải mái, nên là nhu cầu bán lợn gà vịt nói bán là có người mua, là người đến ngay mà họ tìm đến là rất dễ, thì chăn nuôi là cũng có gọi là hiệu quả. Mô hình chăn nuôi gia súc tập trung tại xã Yên Phú được triển khai thí điểm vào năm 2013 với 3 thôn là Từ Tây, Lại Trạch, Bình Phú. Đến nay đã nhân rộng ra tất cả các thôn với diện tích hơn 30 ha, trong đó trên 30 hộ đồng ý di rời, 100% các hộ đều có hầm khí biogas để xử lý chất thải chăn nuôi. Không những giúp giảm thiểu nguồn ô nhiễm ra môi trường mà còn đem lại thu nhập cao. Điển hình như gia đình ông Hoàng Văn Khánh, thôn Từ Tây, anh Lê Văn Thanh, thôn Bình Phú, mỗi năm đều cho thu lãi từ 300 đến 500 triệu đồng. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi đang dự kiến là sẽ vận động để đưa hết tất cả các cái hộ mà còn chăn nuôi nhỏ lẻ ở trong khu dân cư ra ngoài khu vực chăn nuôi tập trung để đảm bảo được cái việc sinh sống của người dân ở trong khu dân cư tốt hơn. Việc quy hoạch chăn nuôi ra xa khu dân cư ở xã Yên Phú đã giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hạn chế dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế cho các chủ trang trại.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây khi mọi người chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì nạn trộm cắp lại hoành hành ở một số địa phương khiến cho người dân lo lắng bất an. Rạng sáng ngày 29 tháng 3, gia đình ông Nguyễn Công Đản ở số nhà 16, phố Lương Định Của, phường An Tảo thức dậy thì phát hiện ví, đồ đạc trong nhà bị lục tung. Tài sản bị mất gồm tiền và một máy tính xách tay, do kẻ gian đã chui qua khe trống ở khoảng sân để thực hiện hành vi trộm cắp. Cùng khu phố Lương Định Của, phường An Tảo, đêm mùng 7 tháng 4, kẻ gian đột nhập vào gia đình ông Thành, mở cốp xe ô tô, xe máy của gia đình để lấy đi số tiền lớn và một máy tính xách tay. Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, công an các phường xã trên địa bàn thành phố đang chung tay phòng chống dịch COVID-19. Do vậy, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phát hiện kịp thời những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cũng như những thông tin liên quan đến tội phạm trộm cắp tài sản, thông báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.